Xin chào các bạn đến với channel của mình nha. Hôm nay thì quay lại với bộ Summer S750 và 950 của mình. Thì trước tiên mình xin giới thiệu cho các bạn thì nói về phần gì chay một chút xíu đi. Thì bộ Summer cũ nó 42. Rồi 42 trở lại. Và bộ Summer mới á, xin lỗi, bộ Summer mới sẽ từ 43 cho tới 59 nha. Rồi nói về phần đi chay. Còn phần tiếng thì nó sẽ cải thiện nhiều tiếng mới hơn à, nhiều tiếng mới hơn và hay hơn nha các bạn. Đó, nhiều tiếng mới và hay hơn, đầy đủ cho các bạn chơi. Nói với bộ Summer này là quá tuyệt vời rồi. Sến thì 3 tiếng, guitar cũng vậy. Đó, tiếng remix thì bao la. Ban tiếng thì các bạn nên nhớ ban tiếng 11 ban tiếng ha, làm sẵn cho các bạn. Rồi như tiếng gì cũng có nha các bạn. Đây, remix thì tiếng remix nhóc. Rồi. Rồi bên multibass thì có một số bạn đi nhạc đám á thì mình họ yêu cầu làm mỏ, rồi làm mỏ cho họ và chuông là thanh tịnh liền nghe là thanh tịnh liền. Đó là tới phần xì tai nha các bạn. Nói gì bùa chú chia ABC sẵn, còn tổng hợp là 200. Dự án của mình sẽ làm là 1000 nha, làm từ từ, ngày 3, ngày 4, ngày 2, 3, 4 gì đó, làm từ từ 1000. Và các bạn mua Summer của mình, các bạn sẽ được cập nhật style. Còn cái bộ Summer cũ á thì V1, bộ này V3 nha các bạn. Bộ V1 thì mình bán cho một số thành phần ở trên mạng á, thì có người họ hứa họ để họ xài thì ok. Tại vì cái dòng này nó không có bảo mật. Bán qua Gmail họ sẽ lấy họ bán lại. Một số bạn hứa họ để họ xài và cũng đúng giữ lời hứa, và một số thành phần ở ngoài kia kìa. Nói vậy các bạn hiểu rồi, mình không có phân biệt. Họ nói họ yêu âm nhạc lắm, nhưng mà thật sự những cái công sức mình bỏ ra rất là lâu, họ về họ bán tích tắc. Ví dụ như mình bán cho họ 1 triệu đi, họ về họ bán 1.2 triệu hoặc là 500-700, họ kiếm gấp mấy lần cái bộ Summer mà họ đã mua của mình. Thật sự rất là bực, rất là buồn ha. Và bộ Summer này sẽ không bán cho những người như vậy nữa. Ôm đàn lại nhà cài ha. Cái gì của mình là của mình. Ok không? Đó, 200 size còn làm lên nữa. Tại sao mình nói với các bạn là bộ Summer này nè, nó mới, tại vì nó 3 drum, 50 cây bass. 50 cây bass DJ. Đầy đủ mang tiếng hết. Mình để nó full bass luôn, nằm nó không còn chỗ nhét nữa. Phải nhét qua cái mã số khác, LB khác nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ cho các bạn biết như thế nào gọi là cái bộ Summer mới này nó khác biệt như thế nào. Ví dụ như giờ mình vô bất cứ cái size bùa đi ha. Vô xe bừa. Rồi, những bước chân âm thầm đi. Những bước chân âm thầm. Rồi, của Mỹ Tâm nha. Âm thầm rồi vô drum, vô cái drum những bước chân âm thầm. Rồi. Đấy. Cho các bạn coi. Nghe thường thì đô không là hết, đúng không? Drum cũ đô không hết, full note là như thế này. Quay xuống nữa. À. Đó. Cái gọi là full note nha các bạn. Mình phải xịn như vậy. Đọc đầy đủ. Cái bộ kia thì thật sự là nó thiếu để mình làm những cái bài, những cái trống người ta có những cái này cái kia mà mình thiếu, thì cái này nó sẽ đủ. Cái này sẽ edit được 1000 size, nói chung là một cách rất là dễ dàng. 1000 là rất bình thường. Và bạn đi ra ngoài đường, bạn thấy một cái bập kit mà đọc gần 300 size dân ca là Summer của mình nha. Tại vì mấy người kia họ làm rất là nhiều bập kit,
Họ đọc ngàn sai cũng vậy nữa, nhưng mà một cái bập kit mình đọc trên 300. Cả 300. Đó, một cái bập kit. Đây. Và các bạn có mua Semler, mua của ai cũng được. Nói chung là ai làm cũng hay, mua của ai cũng được, nhưng mà né cái nhân vật này ra. Nhân vật này cực kỳ là lừa đảo ha, cực kỳ lừa đảo nè, Gmail, số điện thoại và hình ảnh. Rồi ví dụ như lừa đảo mình rồi chặn Facebook mình, rồi chặn số điện thoại, rồi đổi trang cá nhân nè. Không có nhiều tiền, không có đáng. Những chuyện đó mình cũng không có mất mát gì. Ba cái đầu quỷ CBF mà không có mất mát gì, nhưng mà lừa đảo mình ghét nha. CBF nha, chứ không phải là BBF. Nếu họ có rep thì cũng chẳng là có giống mình đâu. Mình Semler của mình thì drum mình làm đó, cái drum mình làm, mình lựa từng mặt ha, và mình edit. Là nói chung là các bạn nào biết edit thì bạn hiểu, edit nó cũng giống như mà mình có cái sườn là mình làm ha, còn không là mình tự mình làm. Có thể là mình làm không hay, mình thấy cái bài đó hay, mình không cần ngồi làm sườn ha, mình edit luôn là nó rất là tuyệt vời. Chưa chắc cái người làm ra cái sai đó mà họ lựa những cái mặt hay họ bỏ vô, cái trống họ nhiều khi không hay. Và mình khi như mình thấy cái điểm đó thì mình về mình thay những cái mặt hay vô là ok. Nói chung là edit rất là phức tạp. Bạn nào biết thì dễ, bạn nào không biết thì rất là phức tạp. Nghe tới đó thì bỏ qua nha. Rồi. Qua trở về là sai. Thí dụ như bây giờ có nhiều sai mà của FKB thì edit của FKB là Silo Rock 24 rồi Silo Rock Ban hay gì đây. Rồi em 24 nè. Đó. Đó mới ra cha Thái Quýnh của Lê Nhà Quýnh cũng hát nè. Đó, và bây giờ cho các bạn nghe là cha là Thái Lan của Khánh Linh V5 nè. Rồi ha, mình quay trực tiếp nha, tới cái cha cha của Lê Nhâm N3 đây nè. Rất là ok nha các bạn, không cần thấy nhanh quá. Rất là ok. Cine mới, mặt đạp mới, đồ gì cũng mới. Quýnh dụ như mấy bài dân ca là ok nha các bạn. Rồi cho các bạn nghe thí dụ như Disco VIP Party của BTM ha. Rồi các bạn đã nghe rồi ha, qua Disco Party của FKB. Sẽ có những cái mà hay hơn ha. Nói chung là mặt đạp mới là sẽ có nhiều cái nó hay hơn cái cũ. Nó như vậy. Mình trong thời gian mình ngồi, mình né dịch Covid á, thì mình cũng đã nghiên cứu ra cái bộ cũ. Cái bộ cũ có nhiều cái khuyết điểm, mà mình thay vào, bỏ ra những cái dở ra ha. Ví dụ như Rumba Khánh Linh V5 nè. Rất là sạch sẽ. Cái bài bùa của mình thôi cũng đã sạch rồi, ở chi nó cái điệu đánh nha các bạn. Thì mấy cái bài này á,
trong cái bộ cũ nó cũng có rồi, nhưng mà hiệu ứng nó thiếu nhiều lắm. Nói chung là cái mới đương nhiên nó phải đầy đủ, mình sẽ đắp cho nó vô. Tại lúc trước á mình làm nó không đủ dung lượng. Nhiêu đó là nhiêu đó, ví dụ như nó tới 42 phải không? Bộ cũ tới 42, bộ này từ 43 tới năm mấy. À, như các bạn đã biết ở FKB rồi ha, rất là tuyệt vời, một người làm Vinahouse rất là ngon. Qua đi, thời gian nó không có hạn giới hạn nha bạn, thời gian nó có giới hạn, xin lỗi. Rồi tới 50 thì khét lẹt à. Khánh Linh V5 nha các bạn. Mặt đạp thì các bạn khỏi cũng phải chê rồi. Nói chung là nói cho cái 750 giờ là tuyệt vời này các bạn. Đòi hỏi cao nữa chứ cũng không có. Làm tới đó là tới đó nha các bạn. Bơi công nghệ. Thì mình khẳng định cho các bạn là 750 với 950 không còn ai làm nữa, mình là làm nhiều nhất cho cái dòng này ha, kể cả cả size remix hoặc là rumba cha cha cái gì cũng vậy. Nói chung là mình làm nhiều nhất, tiếng cũng vậy nữa nha các bạn, làm là khá là nhiều. Nổi bass thôi, bên đây các bạn đã thấy bao nhiêu mục đây, 14 50 cây bass nè, đó 14 là 84 đúng không, 130 đi, 130 130 133 đúng rồi, 133 tính hết luôn, nó full luôn, nó dư luôn, mình bỏ qua bên kia bớt. Nó thì thực sự có 128 à ha. Đây nghe hao sưng rồi đó. Rồi thì các bạn nào có nhu cầu cần thì ôm đàn lại nhà cài, và không có cài qua Gmail nữa nha các bạn. Đây file cài đặt thì nó sẽ có tên là núp Covid-19 ha. Cái đợt núp Covid-19 mình đã làm ra bộ này rồi. Cái bộ V1 mình làm rất là lâu, mình thấy nó thiếu thốn nhiều nên mình làm bộ này để cho mình xài ha, cho mình xài. Thì anh em nào muốn xài chung với mình thì ôm đàn lại, còn mình bán qua Gmail mình sẽ bán cái bộ V1. Đối với anh em bộ V1 là đã đủ rồi, như này còn đầy đủ hơn nữa nha các bạn. Xe dự bị, xe tổng hợp mình phải chia ra hết đó. Vô lại cho các bạn coi.
À, như đây bao nhiêu size đó đó, thì thằng này là có đây một trăm mấy á, 110, 115, với bên kia dự bị 60, 175, 175, bên kia 200 nữa, 375, tất cả 375 ha. Rồi còn làm lên nữa. Mấy cái bình thường này là cũng hay rồi, không? Nè. Rumba bình thường này nè, cũng nhẹ nhàng, tình cảm, sạch sẽ. Căn nhà mỏng ướt, căn nhà màu tím, căn nhà ngoại ô hả? Căn nhà ngoại ô. Sạch sẽ cho các bạn chơi nha. Rồi thì cũng làm tới đây thôi, tạm biệt anh em nha.